hồi sáng mà bãi nó là cái hồ dầu tiếng mà nó vỡ cái đi một cái là Sài Gòn sẽ lâm bụm, tại vì nước rất là nhiều và hồ nhân tạo lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ của mình luôn. Rồi bây giờ bãi sẽ quay lại, hiện tại mình đang đứng ở chỗ này gọi là khu dân cư Kênh Đông. Tổng cộng mình phía mặt tiền này mình sẽ có 8 lô. Lô số 1 bắt đầu từ cái cây sát cái cổng nhà của người ta đó, kéo dài lại tới chỗ này là lô gốc số 8. Nhưng mà hiện tại trên bảng hàng mình không có bất kỳ một lô nào trên mặt tiền bờ kênh để bán cả. Mình chỉ có một vài lô bắt đầu từ phía sau cái cột điện, là bắt đầu từ lô số 9 đổ tới sát cái hàng rào cái cổng ở trong kia, chính là lô số 26. Và diện tích bao nhiêu, thông số kỹ thuật mình lên trên bảng hàng mình xem á, bãi sẽ phân tích những cái tiềm năng ở đây tại sao mua. Thì thoạt đầu tiên các bạn bước xuống đây, các bạn thấy một cái cảm giác gì? Mát mẻ, là do hên nó mát đó. Chứ bình thường nó có nắng thì nó hơi nắng chút xíu, nhưng mà nhìn chung ở đây là một cái nơi rất là mát mẻ. Và đất của mình cây cối rất là xanh tươi tốt. Và cái đường hiện tại các bạn đang đứng là thể hiện trên sổ có quy hoạch thành 10 mét lộ nhựa. Một trong những cái điểm yếu của khu này đó chính là cái đường này là chưa lên nhựa, nhưng nó lại là cái điểm mạnh. Tại vì sao? Lời là lời từ cái việc nó chuyển từ đường đất thành đường nhựa. Đường nhựa cho nên là lấy nhu thắng cương, lấy nhường thắng. Trời ơi. Mình đi ngược lại đằng kia là hai cái cầu, đúng chưa? Cái cầu đầu tiên hồi nãy mình đứng đó là cái cầu Kênh Đông, và đi qua giai đoạn 2 của khu công nghiệp Phước Đông. Cái cầu đằng kia mình thấy mình chạy là đằng kia khoảng 200-300 thước nữa thôi. Nếu mà mình qua bên cái cầu đó, mình chạy khoảng chừng 500 thước nữa thôi là hồi sáng bảy nói đó, mình sẽ thấy những cái bảng hiệu màu xanh nó ghi là đất quy hoạch khu công nghiệp. Tức là ở đây chính là cái bề dài kéo dài ra của giai đoạn 2 và giai đoạn 3 đó các anh chị. Mà sáng bảy nói đúng chưa? Nó sẽ dài ra vậy chị. Mình đi qua khỏi cái kênh này, đất bên kia vẫn là đất khu công nghiệp rồi. Vấn đề chỉ còn thời gian sau này khi mà nhà xưởng nó bắt đầu nó lấp đầy từ trên kia nó kéo xuống, thì chỗ này đất của mình rất là gần với khu công nghiệp bên đây và đi qua cái cầu đó. Cái cầu đó đi thẳng vô cũng về hướng Bình Dương, Bình Phước và cái cảng FDIDC gì hồi sáng bạn nói đó, đúng chưa? Và cái đường này nếu mình chạy thẳng khoảng chừng 5 phút nữa thôi, mình sẽ gặp một cái cầu tiếp theo, một cái cầu rất là lớn. Và cái cầu đó chính là nối đường Hồ Chí Minh. Đường Hồ Chí Minh là cái đường mà nó sẽ cắt ngang cái Kênh Đông này, nó chạy về hồi sáng ai đi. Nếu mà trên đường có để ý một cái số khu vực mà bên tay phải mình có rất là nhiều xe container nó đậu, và một cái đường đất đỏ đó, nó xấu, nó hùng hồi, đó chính là đường Hồ Chí Minh, nó kéo dài vô tới trong đây. Như vậy thì nếu mai mốt cái đường này làm xong, mình không cần phải chạy vòng vòng tới ra đây, mình tới lúc đó mình quanh thẳng là mình quanh qua bên đây là tới đất của mình. Như vậy thì hướng này sẽ về được Củ Chi, hướng thành phố Hồ Chí Minh. Nếu qua khỏi cái kênh này sẽ về Bình Dương, Bình Phước. Còn đường này đi thẳng ngược lại đây là chính là cổng số 4 của khu công nghiệp Phước Đông. Sau này nó sẽ kéo dài qua ra gặp với DT783 về hướng trung tâm thành phố Tây Ninh ở trên đó. Vậy thì đường này rất là huyết mạch. Cái vấn đề là bây giờ nó vẫn còn nằm là đường đất đỏ, nhưng mà khi những người nào đầu tư, người ta sẽ biết, người ta sẽ lời từ đâu mà ra từ những cái thứ như thế nào. Là giá của mình là còn mềm hơn so với những chỗ khác. Giả sử bây giờ con đường này nó lên đường nhựa rồi, mình đi vô đây rất là thuận tiện, rất là nhanh gọn lẹ, thì cái giá của nó là đã khác. Cho nên mình biến cái điểm yếu thành cái điểm mạnh để mình phân tích với khách. Còn giá cả bao nhiêu các anh chị tham khảo lại. Và sau lưng ở đây chính là cuộc dây đoạn một của khu công nghiệp. Chút xíu mình sẽ quay trở lại, không bằng cái con đường hồi nãy mình đi vô, mà ngay chỗ cái cầu đó đó, ngay đó là một cái ngã tư các anh chị. Nếu mình qua cầu mình sẽ về hướng Bình Dương, Bình Phước, đúng chưa? Nếu mà mình đi thẳng luôn sẽ là cổng thứ ba của khu công nghiệp Phước Đông, gặp DT783 về thành phố Tây Ninh. Còn nếu mình rẽ trái, mình sẽ đi xuyên qua giai đoạn một của khu công nghiệp Phước Đông và đi ra con đường nông trường mà hồi sáng giờ bạn giới thiệu. Thì chút xíu mình sẽ đi ra con đường đó, mình sẽ gặp lại ngay chỗ cái ngã tư nông trường lúc sáng và sát bên cái vách quá xanh mà mình đợi để đi vô ở Lộc Phước Thành, Phước Thành 2 rồi đó. Nó sẽ ra cái chỗ đó, cho nên hồi sáng giờ mình đi vòng vòng lấy tâm là khu công nghiệp. Thời gian di chuyển từ khu công nghiệp ra những khu đất của mình không trên 8 phút, tức là 8 phút đổ lại, cho nên rất là gần ha. Và đặc biệt bảy giáp cam đoan, nếu ở đây xây một khu nhà trọ có người sẽ vô thuê ở liền. Lý do tại sao con đường này rất là xấu, rất là ổ gà, tại vì sao biết không? Đường xe tải đi rất là nhiều, nó đi giao chuyển từ đó vào bên đây đi qua, cho nên đường rất là xấu, người ta chưa có làm được như vậy. Còn ở đây phù hợp cho xây nhà trọ, như các bạn thấy sát bên có một cái xưởng sản xuất bánh tráng xuất khẩu. Và lý do tại sao mà mình rào cái hàng rào kẽm phía trước để cho người ta không có bỏ rác với lại những cái phế liệu qua bên đây, tại vì người ta nhiều khi người ta xài đổ tro với đổ củi rồi rác đến sinh hoạt người ta đổ qua bên đây, cho nên lý do tại sao mà mình rào lại. Nhưng mà đó chính là cái cọc, ở trong đó sẽ có các cọc, các số ghi rất là rõ ràng, cho nên anh chị em muốn tư vấn luôn nào, nó chiều dài từ cái lộ bê tông này kéo dài qua cái lộ cái hàng rào bê tông bên kia, nó dài rất là dài, 40 mấy mét các anh chị, ngang 5, ngang 6 cũng có, dài 40 mấy mét và rất thích hợp cho việc xây nhà trọ. Mình xây khoảng chừng 8-9 phòng ở đây ha. Vì mặt bằng chung ở trên thị trường Tây Ninh hiện tại xây nhà trọ diện tích là khoảng 16 mét vuông một phòng, và giá không hề rẻ nha các chị. Đường nông trường hồi xưa cách đây 3 năm 7 ở là 1,5 triệu một phòng, ngang 4, dài 4, có một cái toilet ở dưới
gác lửng, ở trên có một cái gác lửng rồi sinh hoạt hai người ở điện nước, chưa tính thêm một người là thêm 200-300 ngàn. Đó là cái giá thị trường chung của khu công nghiệp, gần khu công nghiệp Phước Đông. Và giới thiệu sơ về khu công nghiệp Phước Đông, nãy các anh chị đã đi xuyên qua, có những cái nhà xưởng rất là lớn. Nếu mà ai để ý thấy một cái khu nhà xưởng cái máy màu đỏ đúng chưa, đó là công ty Gen Lucky, là sản xuất hàng dệt may công nghệ của Phúc Kiến Trung Quốc. Và nó công nhân hiện tại lao động trong khu vực đó khoảng hơn 60.000 con người ở trong đó, lương trung bình từ 9 triệu đến 10 triệu chưa tăng ca đó nha. Đó là cái và đặc biệt là những cái công ty muốn thuê đất sử dụng trong khu công nghiệp Phước Đông, diện tích thuê trên hợp đồng ít nhất phải là 50 hecta. Cho nên các anh chị xem lại ở ngoài Nha Trang, Khánh Hòa của mình đó, có những cái khu bãi đi tham quan ở ngoài Diên Thọ, Diên gì khu công nghiệp gì Tè Le Học Me đó, diện tích hỏi nhiêu, nguyên cái khu của nó chỉ có 80 hecta thôi, là sắp xỉ bằng với một công ty ở trong đây. Các anh chị phải nhớ nguyên giai đoạn 1, 2, 3 là 3.200 hecta, nó rất là lớn và được mệnh danh là khu công nghiệp lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Và nếu giai đoạn 1, 2, 3 được lắp đầy và phát triển thì đây được ví xem là thành phố thứ hai của Tây Ninh. Cho nên nói về khu công nghiệp, các anh chị tự tin khẳng định ở khu ở Tây Ninh có một cái khu gọi là khu công nghiệp Phước Đông rất là lớn và ai cũng biết hết. Mà mình đất của mình đây rất là gần, đứng đây là mình thấy trên kia là nhà xưởng là đúng chưa, hồi nãy mình không vô mình coi chứ ở trên đó giai đoạn 2 người ta đã xây rất là nhiều nhà xưởng sản xuất cỏ nhân tạo, sản xuất vỏ xe ở trong đó, người ta đã hoạt động trong đó rồi và chỉ còn đợi thời gian nó cái mật độ nó lắp đầy nó cao hơn chút xíu thôi à. Cho nên là mình phải biết những điểm này. Rồi bây giờ mình sẽ làm clip, mình quay, mình tận dụng cái bờ kênh, cái view kênh mình rất là đẹp, rất là mát nè. Mình đi đưa vô mình làm clip, mình sẽ giới thiệu em đang đứng trên một cái bờ kênh rất là mát. Và giới thiệu các anh chị trước đây là có một cái khu đất vậy vậy đó, diện tích bao nhiêu, giá bao nhiêu, anh chị em nào muốn liên hệ chỉ đằng kia, chỉ hướng này đi đâu, chỉ cái này về đâu. Bây giờ các bạn có thể không nói được, các bạn quay clip lấy hình trước, về mình lọc tiếng vô sau mình nói sao. Đó, mình quay để mình chỉ cho người ta biết là cái đất nó nằm ở đâu như thế nào ha. Trời.